Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì từng con đường, từng góc phố ở Cần Thơ khi mà chúng ta đi đến đâu thì cũng có thể tìm thấy những món ăn thức uống. Tuy là dân dã bình dị thôi nhưng mà đã làm dấn dương biết bao thực khách rồi. Trong vô số những thức uống bình dân đó, rất là tiếc nếu mà chúng ta không nhắc đến món xăm dừa bà Sáu nằm trong khuôn viên của nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều. Nhiều người yêu thích xăm dừa ở đây không chỉ bởi hương vị thơm ngon đặc biệt của nó, mà còn yêu mến cả nụ cười hiền của bà Sáu bán xăm dừa 72 tuổi, đã làm nên khung trời tuổi thơ êm đềm của biết bao người. Nước dừa, thêm sâm, thêm đá, thêm topping cái dừa mềm béo là có ngay ly xăm dừa giải khát. Trời nắng nóng như thế này mà được thưởng thức ly xăm dừa mát lạnh thì còn gì bằng, phải không ạ? Xăm dừa là một thức uống gợi thương, gợi nhớ cho biết bao thế hệ học sinh, sinh viên ở Cần Thơ. Mà nói đến người mà bán xăm dừa được nhớ nhiều nhất đó chính là bà Sáu xăm dừa, một người có hơn 40 năm bán xăm dừa ở Cần Thơ. Dạ, bà Sáu ơi, để mà mình chuẩn bị những cái ly xăm dừa như thế này á bà, thì sáng là mấy giờ là nhà mình bắt đầu thức dậy để chuẩn bị? 4 giờ thức dậy chặt. Một ngày như vậy là Sáu bán bao nhiêu trái dừa Sáu? Gần 200 trái. Dạ, tụi con cháu ở nhà là sẽ chặt dừa đó. Rồi đem xong rồi đem ra đây. Đẩy đi tới đây là 9:30. Dạ. Sạn ra là 9:30. Bán tới 5:30, 6 giờ chiều. Bán ly nhỏ 15, lớn 20. Ở đây mình có bao nhiêu loại thức uống từ xăm dừa này Sáu? Xăm dừa bạc hà, xăm dừa ốc é. Mà hồi xưa thì vì sao mà Sáu nghĩ ra cái công thức mà mình làm cái món xăm dừa này Sáu? Sáu bán có xăm không à, nấu xăm bán không à, bán cái máy nó. Rồi cái sau này cái gì chặt dừa bán thêm, mình tính bán ai uống dừa, bán dừa ai uống xăm thì bán xăm. Nhưng mà mấy đứa nhỏ học sinh á, nó uống rồi để hai thứ uống thử là được không? Thành ra cái món mới hay sao? Rồi cái từ đó ai cũng chịu xăm dừa. Quán nước dừa của bà Sáu này nó gắn bó với mình chắc cũng khoảng cỡ 25 năm rồi. Nhìn thì mình nhớ, gợi lại cho mình cái kỷ niệm, một cái ký ức của cái thời mà tuổi trẻ đi sau những giờ học tan trường á, thì mình hay cùng bạn bè ở đây mình uống. Mà dừa của bà Sáu rất là ngon. Em uống được 4 năm rồi. Năm nhất em qua là rồi uống tới giờ luôn. Tại em uống cho này em thấy nó ngon, nó thanh hơn, nó thơm hơn. Xe sâm dừa này là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình bà suốt 40 năm nay. 72 tuổi, không quản nắng mưa, sớm chiều, bà Sáu chỉ nghỉ ngày Chủ nhật. Còn lại, bà vẫn đều đặn cùng con cháu đẩy xe đến chỗ bán quen thuộc trong khuôn viên nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, gửi vào từng ly sâm dừa thanh mát, ngọt lành, cái tình cái nghĩa, mang tên bà Sáu sâm dừa.